Xin chào bạn, đây là Wago 125-2023 mẫu của Việt Nam phân phối. Với cái mẫu của Việt Nam 125-2023 này thì nó khác ở cái phần đờ mi so với 125-2023 của Indo hoặc là với Wago 125-110 đời từ 2018 đến 2019-2021. Nó khác là cái phần đờ mi nó ngắn hơn. Đối với những đời trước kia thì cái phần đờ mi các bạn thấy rõ rất là dài, nó kéo dài lên tầm khoảng trên này luôn. Và cái phần xi nhan nó sẽ ngắn lại và nó ít bóng hơn so với cái mẫu 125-2023 của Việt Nam này. Mẫu của Wago 125-2023 Việt Nam phân phối xi nhan nó nhiều bóng hơn, nó tới hai bên, mỗi bên hai chip led nên đời phần nó dài ra. Cái phần này là xi nhan zin á, nên cái phần đờ mi nó sẽ hút ngắn là như thế này. Ở video này thì đờ mi zin nâng cấp A11 cùng với phần thêm công tắc đèn và bassin và trợ sáng M10 Ultra. Trợ sáng M10 Ultra mình sẽ lắp ở vị trí là chẳng ba thả phụt xuống như thế này. Công tắc đèn mình sẽ móc ngay vị trí này. Đây bạn, công tắc đèn các bạn. Tắt mở đèn chiếu sáng của xe nha. Đó. Hoặc là các bạn muốn thay cùm tùy các bạn. Để chọn tùy giải pháp các bạn chọn. Cái đèn thì cái này là bassin trợ sáng nè. Hai trợ sáng. Trợ sáng tắt mở có hai màu trắng vàng. Đây các bạn, trắng vàng. À, công tắc đèn hay tắt đèn chiếu sáng ở đây. Đó, đây mở đèn ha. Rồi, có pha bình thường. A11. A11 là I8V2, hồi xưa thì xài A11. Sau này sẽ là xài I8V2. A18V2 là áp nâng cấp của Audi M1.